Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình rất vô va. Bình thường là quen vào kênh kênh channel nói thừa một chữ nên là anh em ném đá nhiều quá, bây giờ phải cẩn thận khi chào. Nên là hôm nay thì là thứ ba, nhưng mà thường thì chiều thứ năm thì event nó sẽ spoil kỹ hơn, thế nhưng mà hôm nay có shelter thì mình vẫn sẽ on mic và sẽ nói về cái event sắp tới cho mọi người thôi. Cái Im Adventure này thì là xúc xắc thì anh em phải chuẩn bị shelter, mà shelter ấy thì anh em phải chuẩn bị những con tướng 4 sao nó phù hợp. Ở đây thì bạn thấy ở trong những con shelter này thì toàn là assassin thôi. Sia là assassin, Itaqua là assassin, hơi Watcher là assassin và con Nakia này cũng là assassin. Hai con này thì bỏ qua đi nhá, đừng có mua, đừng có đổi. Thì những con sát thủ ở trong này thì là Sia thì sát thủ ở hệ pháo đài thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những con sát thủ như thế này đây. Sẽ có con Roy là sát thủ, ok. Đấy, hệ pháo đài con roi sát thủ chuẩn bị cho chúng ta 4 con roi. Ở hệ này thì chúng ta có con này này, con hệ sọ thì chúng ta có con Itaqua là sát thủ, thế là khi đổi thì chúng ta cần cái con này. Cái bon cover này thì đó là sát thủ assassin 4 sao. Mọi người hãy chuẩn bị cho con này nhá. Nakia là sát thủ thì bên này cũng có con Akasa 4 sao là sát thủ luôn. Nhầm, này con Tanner rồi. Akasa đây. Đây là chính con là con sát thủ này thì hệ sát thủ thì thường chỉ có một thôi, nhưng mà cái đặc biệt á là hệ lá chúng ta có hai con sát thủ, một đó chính là con Heartstriker này đấy, là một con thứ hai là con Grey Eye mắt xám đấy. Thì hệ lá có hai con thì mọi người chuẩn bị nha. Ok, đó là shelter. Thì cái spoil kỹ hơn thì nó liên quan đến event trung thu, thế cho nên là nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Ok. Moonlight Fair sử dụng cái Starlight Orb. Mọi người đừng nhầm lẫn là chúng ta đây không phải là một event Orb, đây là event bình thường thôi. Cái Mid Autumn này sẽ kéo dài trong vòng 2 tuần. Tuần đầu tiên của nó chính là Shelter và cái Im Adventure. Tuần thứ hai của nó chính là cái xả sum, event sum. Thì tuần đầu tiên vì kéo dài 2 tuần nên là có 2 tuần riêng biệt, nhưng mà vật phẩm loot thì vẫn là Starlight Orb thôi. Thì mọi người đừng nhầm lẫn, đây không phải là event Orb, đây là cái event bình thường, không phải bình thường, đặc biệt. Nhưng mà cái vật phẩm event đó chính là cái Starlight Orb, nó tương tự giống với cái ngày trước chúng ta chơi cái event đặc biệt gì nhỉ? Để mình xem lại, ngày trước thì mình có lấy, chúng ta có lấy cái bánh quy hay gì đấy trong đợt mùng 7 tháng 7 ấy. Thì nói chung là có vật phẩm event là như vậy. Thì tuần đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái Starlight Orb từ nguồn, đó chính là Shelter này và Im Adventure các kiểu. Nói chung là ở trên trang chủ của game thì cũng có rồi. Đây mọi người xem nhá. Ở đây chúng ta có Moonlight Fair này thì chúng ta sẽ thu thập cái Moonlight Fair bằng cách là sử dụng đai này, những cái xúc xắc nhá. Rồi Heroic Scroll này tức là những cái cuộn sum. Rồi là Arena Ticket có nghĩa là vé arena vàng, Spirit nghĩa là cái cất mũi và game. Thì ở đây ý, nếu như anh em mà chơi không đủ full được thì chúng ta chỉ chơi Die này, chỉ chơi Arena Ticket, Gold, Spirit và game. Nó giống như kiểu cái event Noel năm trước ấy, chúng ta thu thập sao ấy. Thì anh em nào mà xả hết sum rồi thì thật thật ra thì không có ăn được mốc tối đa được. Chúng ta chỉ ăn từ die, arena, ticket, gold, spirit và game thôi. Anh em nhớ tích game nha, mình sẽ không biết được con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng mà nhớ tích game vàng và cũng như là cất mũi xanh. Anh em nào mà lỡ nâng con tướng lên sử dụng quá nhiều vàng cũng như là spirit để nâng con tướng lên cao thì bây giờ tích lại mấy hôm là được. Mình nghĩ là tầm 50 củ trở lại thôi, vàng 50 củ, 100 củ trở lại thì mấy hôm tích là nhanh thôi. Thì nếu như không có sum ấy, chúng ta sẽ chỉ chơi cái ngày đầu event đầu tiên thôi, đó chính là cái event Im Adventure cũng như là cái event đúng rồi, Im Adventure sử dụng đai ấy. Thì nếu như mà không có sum thì chúng ta sẽ chỉ chơi ở event đầu tiên thôi, cũng như là tiêu vàng, tiêu game các thứ khá là chua. Mình cũng xả hết sum từ con tích rồi, bây giờ hết cái chơi rồi. Event này xác định là chỉ ăn những cái chúng ta có thể ăn thôi. Mình hy vọng là nó sẽ xuất hiện những cái con tướng ở trong mục chọn được, chọn quà được, mình sẽ chọn đi Elysium chẳng hạn, kiểu kiểu là như vậy. Ok. Đăng nhập hàng ngày để nhận được những cái phần thưởng ngon. Claim Rich Reward tức là đăng nhập hàng ngày sẽ được cái gì nhỉ? Mình sẽ chuyển qua một chút. Đăng nhập hàng ngày
đăng nhập hàng ngày để nhận được cái avatar của Trung Thu. Và phần thưởng hàng ngày thì đó chính là mấy cái như kiểu là mảnh elite này, rồi sum này, rồi super chip các kiểu. Thì nói chung là sẽ nhận được những phần quà này. Rồi ok. Hội chợ ánh sáng. Sử dụng Starlight Orb để lấy những phần quà giá trị. Ok, nói chung là nó cũng dịch cho chúng ta rồi. Và một phần thưởng đó chính là VIP. Khi mà các bạn có cái VIP trong người ấy, VIP càng cao thì các bạn nhận quà càng lớn. Và cái này tùy thuộc vào cấp độ VIP của các bạn. VIP 1 thì ăn quà VIP 1, VIP 7 ăn quà VIP 7, VIP 13 thì ăn quà VIP 13. Mà mình nghĩ ấy, thì thường trong những cái event này ấy, họ sẽ cho thêm chúng ta những cái gói đặc biệt để mở rộng phần quà. Ví dụ như là những cái phần mở rộng của quà chẳng hạn. Rồi là những cái thẻ đặc biệt giống như cái thẻ Black Friday, cái thẻ Tết, cái thẻ mà hàng ngày chúng ta có thể nhận thêm lông cũng như là game ấy mọi người, và mảnh tướng 5 sao các kiểu ấy. Thì mình nghĩ là nó sẽ xuất hiện những cái gói 20 đô hoặc là 30 đô hoặc là tận 50 đô hoặc là những cái pack đặc biệt của event. Nói chung anh em free thì vẫn cứ ăn event bằng ấy thôi, die. Rồi anh nào có sum thì xả sum. Ngoài ra thì chúng ta có dùng gạo vàng này, vé arena, rồi cứt mũi, rồi game nữa. Nói chung là anh em nhớ chuẩn bị cho mình spirit vàng, vé arena thì ai cũng có, rồi một chút game, chút game nữa đấy, thì support cho anh em trước để chuẩn bị những con tướng shelter nữa. Ai có sum thì chơi cả event sum, nhưng mà tuần đầu tiên nên nhớ nhá, tuần đầu tiên chúng ta chỉ có Imadventure thôi. Tuần thứ hai thì cái vật phẩm thì là có được bao nhiêu thì thôi. Nếu như có sum thì xả, không thì thôi. Ai nhịn đến Noel cũng được, chả sao cả. Ok, vậy là mình đã tóm tắt xong cái event. Anh em nhớ chuẩn bị những cái mình nhắc nha. Mấy con tướng 4 sao, các hệ để đổi những con này này. Rồi chuẩn bị các thứ mình vẫn muốn nhắc lại. Đó là chính là game, vàng, vé arena, cứt mũi và game. Ok, mình nghĩ là nếu như muốn ăn full thì phải xả hết sum. Nhưng mà cái số lượng Starlight Orb kiếm từ sum mà không có thì anh em phải chấp nhận những cái không có thì thôi. Ăn được bao nhiêu thì ăn đúng không ạ? Rồi ok. Như vậy là có gì thì thứ năm mình sẽ thông báo kỹ hơn, cũng như là spoil kỹ hơn cho anh em. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo. À mà vẫn nhắc lại là có thể chúng ta sẽ có những cái gói đặc biệt. Những cái gói đặc biệt để chúng ta nhận quà từ VIP. Đấy. Hoặc là thẻ Trung Thu chẳng hạn, kéo dài 30 ngày hoặc là 15 ngày nhận thêm lông chẳng hạn đấy. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo.